Đây, biết cách thấy không? Cái này cái gì đây? Hết sức là lạ ha. À, rất là lạ. Xin giới thiệu, đây là máy lạnh di động. À, máy lạnh di động mini. À, máy lạnh di động, tại sao di động? Đẩy được, đẩy vòng vòng được. Rồi, mini là nhỏ, công suất của nó có một nửa thôi, tương đương một nửa. Nó 9000 TBU đó. Và tại sao gọi là máy lạnh? Tại vì nó khả năng làm lạnh rất là tốt. Đó. Và cái nguyên lý hoạt động nó thế nào thì mình sẽ điểm sơ qua cái những cái chi tiết của cái máy lạnh này. Đó, và để cho anh em xem thử thế nào nha. Thì đầu tiên trên thị trường có cái máy lạnh di động lâu rồi, nhưng mà những hãng như Marriott rồi những hãng khác nó vẫn có. Tức là phía sau lưng này là nó vẫn có một cái ống nóng nha, thoát cái nóng ra rồi câu ra ngoài. Nhưng ở đây là hoàn toàn mới không có, mà ở đây hai cái lỗ này, anh em mình hỏi là cái gì, thấy không? Thì đây chỉ là hai cái lỗ mà nó gắn nước vô thôi. Nước vô. Bên đây là hút vô, tức là nước cho vô. Bên đây là thời gian mình muốn thay nước, mình rút ra là hết. Ngoài ra không có lỗ nào hết. Đó mới gọi là máy lạnh di động không cục nóng. Nha anh em, máy lạnh di động mà không có cục nóng nha. Còn cục nóng á, thì là đã có trên thị trường từ lâu rồi. Tất nhiên thì nó kèm theo cái chuyện ồn là nó là của máy lạnh cục nóng. Còn cái này á, khi mà nó vận hành á, thì nó im. Thậm chí nó im hơn cái máy lạnh mà treo trên tường như kìa. Máy lạnh đó còn kêu ù ù nha. Còn cái này khi nó vận hành mình chỉ nghe lạnh buốt mà thôi. Và tiếng gió nó rất là đơn điệu. Này anh em mình có nghe gì đâu. Nó đang chạy. Đó. Rồi quý khách sẽ thắc mắc ngay và hỏi liền là cách hoạt động nó như thế nào. Và nguyên lý nó ra sao mà nó không có cục nóng mà nó lạnh. À, thì bây giờ đây là một thiết kế mới nhất. Công nghệ của Đức. À, công ty GR. Bản quyền này độc quyền sản xuất và cung cấp vào thị trường Việt Nam. Thì cái máy này là thật ra nó là một cái máy nén khí, giống như là một cái tủ lạnh mình vậy đó. À, nguyên lý là vậy. Thì nguyên lý là chúng ta đưa vào đây 37 lít nước. Tức là có ống đàng hoàng nha, ống dây rất là chuyên nghiệp, gắn vô, mở vô 37 lít nước. Và sau đó chúng ta đưa cái chế độ là cool store. Cool store này, cool là đang lạnh nha, cool store, đây nè, bấm lại, đó. Đấy, cool store, tức là chứa lạnh. Và khi chứa lạnh đó là nó giải quyết ở nhiệt độ là gì? Âm 6 độ. Sau một thời gian 3 tiếng đồng hồ đến 4 tiếng đồng hồ tùy theo cái mức độ chúng ta cài đặt, thì cái cool store này nó biến thành một cái cục đá lạnh âm 6 độ có trọng lượng 37 kg. Sau đó nó sẽ báo động chúng ta là đã đủ năng lượng rồi, energy, ví dụ đang thiếu là đỏ này ha, mình chưa có đưa nó vô. Khi đó đã có năng lượng xanh, và xanh ở dưới mức độ là 5 gạch, thì chúng ta lúc đó chúng ta khởi động lên rồi. Và chúng ta có thể xài ở nhiệt độ lạnh tùy thích. Ví dụ như chúng ta có thể đi xuống tới 16 độ luôn đó. Chúng ta xuống 17 độ, 16 độ thì cái nhiệt độ này nó lạnh đúng 17 độ luôn đó. Và nó duy trì suốt cho chúng ta là 6 tiếng đồng hồ liên tục. Chúng ta sẽ mát nha, đó, nó đang chạy. Ở nhiệt độ này thì thôi mát đã luôn, ngồi mát. Và chúng ta quay ở đâu thì nó mát ở đó, kéo đi đâu thì nó sẽ mát ở đó. Và đây là một cái khối thống nhất rồi, đó, quay vòng vòng luôn, nó đang chạy, cực kỳ mát. Bởi vì sao? Trong này nó đang chứa một cái cục đá lạnh âm 6 độ, thì khi nó thổi ra là nó sẽ mát cực kỳ luôn. Và còn rất nhiều chức năng để mình chỉnh trên này ha. Nó rất là thông minh đó. Ở đây là Bluetooth để mình kết nối điện thoại luôn, mình xài qua app luôn. Nó nhiều chức năng luôn, và mic, quạt và
Mùa hè thì mình có thể xài quạt, mùa đông thì xài sưởi ấm và chống nồm, khử nồm. Đó là một cái độc đáo nhất, nó là khử nồm. Đó thì hiện nay mà mình giới thiệu sơ bộ về cái kích thước của nó thì rất gọn nhẹ thôi, rất là gọn nhẹ, nhỏ thôi. Đó thì mình sẽ để thông số kỹ thuật ở trên cái màn hình để anh em xem. Dài rộng cao ha, trọng lượng thì khi có nước toàn bộ luôn, thành như vậy là đúng 60 kg. Xài điện 220, cái quạt này bảo hành 2 năm, chính hãng luôn. Đó, anh em mình còn thắc mắc có thể là giá. Thì cái giá này hiện nay bán lẻ ngoài là khoảng 16.800.000. 16.800.000 cái quạt này, máy lạnh này. Anh em có nhu cầu thì liên hệ chúng tôi nha. Xin cảm ơn.